hơn 500 người bị ngộ độc khi ăn bánh mì ở một cơ sở ở tỉnh Đồng Nai. Con số nhập viện vẫn không ngừng tăng lên theo từng ngày, trong đó có 2 ca rất nặng, đáng buồn lại là trẻ em. Đó là những dữ liệu biết nói, dấy lên lo ngại về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng tiếc rằng vụ việc ngộ độc đồ ăn tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai không phải riêng lẻ gì trong năm nay. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 659 người bị ngộ độc, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Vậy tại sao thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng đáng ngại như thế? Có cách nào để phòng tránh không? Hãy cùng tìm hiểu qua video này nhé! Vụ việc hàng loạt người nhập viện sau khi ăn tiệm bánh mì Băng thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang được điều tra. Chủ tiệm, bà Băng đã được cơ quan chức năng triệu tập. Lẽ dĩ nhiên, vấn đề quan tâm hàng đầu đó chính là nguồn gốc các nguyên liệu và cách chế biến. Chủ tiệm khai rằng nguyên liệu được mua từ chợ và các cửa hàng người quen nên không có hóa đơn. Trong đó pate tự làm gồm gan heo, thịt mỡ, dưa muối chua tự làm gồm cà rốt và củ cải trắng, nước sốt tự làm gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm bột ngọt và nước tương. Các nguyên liệu khác như chả lụa, thịt nguội và thịt heo được tiệm mua từ nơi khác, không chế biến lại. Phần pate được tự chế biến ngay tại cơ sở, nấu ngay tại nhà, còn đồ chua ngọt thì sơ chế tại vòi nước gần tủ cấp đông trong nhà. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là chủ tiệm thừa nhận chưa phân loại thau đựng đồ sống và đồ chín riêng. Do lượng khách hàng đông, cơ sở bố trí 2 nhân viên xẻ bánh, gia giảm pate, thịt, chả lụa hay đồ chua ngọt tùy theo yêu cầu, còn một người khác đứng thu tiền. Tất cả người bán đều đeo găng tay. Tiệm bánh mì cô Băng đã bị đóng cửa. Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở. Với khoảng 15kg đồ chua, 1kg thịt heo đã qua chế biến, 1kg chả lụa, 4 khay pate trọng lượng 10kg. Nguồn gốc thực sự của các nguyên liệu ấy đang bị truy xuất. Trước khi bị điều tra, tiệm bánh mì cô Băng được coi là danh tiếng nhất nhì thành phố Long Khánh. 20 năm bán, nó được ưa chuộng bởi ngon, giá cả lại phải chăng. Có những người từ các huyện xa tới 20km vẫn tìm đến mua. Tiệm bánh nằm trong con hẻm nhỏ nhưng thường xuyên kẹt cứng vì người đến mua hàng, xếp hàng quá đông. Một ngày bánh mì cô Băng có thể bán tới 1.000 ổ, mỗi buổi khoảng 500 ổ. Bà chủ thừa nhận trong hơn 2 thập kỷ hành nghề, chưa từng có vụ nào khách ăn xong bị ngộ độc, chứ chưa nói đến hơn 500 người phải nhập viện như thế này. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2024, 469 người đã lần lượt nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt, được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Sau khi điều tra, tất cả đều khai rằng ăn ở tiệm bánh mì Băng vào đợt lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong đó có 2 bệnh nhi 6 và 7 tuổi đang phải thở máy, lọc máu. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị 8 ca tình trạng nặng. Số còn lại được truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thở oxy, điều chỉnh các rối loạn. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã cử chuyên gia đến Đồng Nai hỗ trợ chữa trị. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, một vụ việc nổi cộm khác về vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận cực kỳ quan tâm. Đó là xảy ra tại quán cơm gà Trâm Anh thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến 369 người phải đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Vi khuẩn gây ngộ độc là Salmonella sap, Bacillus cereus, Staphylococcus đều được tìm thấy trong cơm, gà xé, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi. Qua điều tra từ các bệnh viện, bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng lâm sàng chính là đau bụng, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả. Tất cả các bệnh nhân này đều có điểm chung là ăn cơm gà tại quán Trâm Anh. Sau đó vào ngày 3 tháng 5, khoảng 15 học sinh tiểu học thuộc thành phố Thủ Đức đã nhập viện cùng lúc. Kết quả điều tra cho thấy tất cả các cháu đều ăn cơm cuộn mua trước cổng trường một ngày trước đó. 2,5 đến 3 giờ sau nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ đi tiêu chảy. Tìm hiểu nguyên nhân, các chuyên gia y tế cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài vài tháng qua đang thúc đẩy các vụ ngộ độc. Bởi nhiệt độ cao, độ ẩm cao như hiện nay là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, sinh sôi, đẩy nhanh quá trình phân hủy thức ăn. Trời nắng nóng thế này, dù nguyên liệu đảm bảo chất lượng, chế biến cẩn thận, nhưng thức ăn nấu xong chỉ cần để ở nhiệt độ thường vài giờ, một buổi thôi đã hỏng. Ngoài nguyên nhân thời tiết nắng nóng, nhiều người còn chưa có kiến thức cũng như ý thức về an toàn thực phẩm. Trong khi đó, nhiều người có thói quen sơ chế, nấu, bảo quản thực phẩm chưa đúng, thức ăn để bên ngoài không khí quá lâu, gây nguy cơ ngộ độc lớn. Ví dụ họ chế biến lẫn lộn thực phẩm sống, chín, mua nguyên liệu giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ,
ham lợi nhuận nên bỏ qua các quy trình đảm bảo an toàn. Trong quá trình đi kiểm tra, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh từng ghi nhận một số cơ sở hàng rong sử dụng cơm nấu từ hôm trước để làm sushi để qua đêm và sáng ra bán cho học sinh. Món này ngoài cơm còn có trứng, một số rau củ quả, sốt. Bên cạnh đó, một số người bán thức ăn ế, hôm sau lại hâm nóng để bán tiếp. Nguy cơ ngộ độc có thể do nhiều khâu, từ việc chọn lựa nguyên vật liệu, chế biến, bảo quản, để thức ăn lâu trong điều kiện nhiệt độ vi khuẩn dễ sinh sôi, sản sinh độc tố. Chẳng hạn vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus, thủ phạm hàng đầu gây ngộ độc, có thể nhiễm sẵn trong thực phẩm, từ tay người chế biến nhiễm qua thực phẩm. Khuẩn này có thể chết khi bị nấu chín thực phẩm, nhưng độc tố của nó có thể bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ cao, nên người ăn phải rất dễ ngộ độc. Các bác sĩ cho rằng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thực phẩm bán rong, thức ăn đường phố đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn hơn vì thường bày bán ở nhiệt độ thường trong nhiều giờ, khiến vi khuẩn tiếp tục sinh sôi, tiết ra độc tố. Chưa kể đồ ăn có thể không được đậy kỹ để tránh ruồi bọ. Việc thanh tra kiểm soát các địa điểm buôn bán, nhất là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, hàng rong là điều không hề dễ dàng. Rất nhiều điểm bán thức ăn đường phố khắp cả nước không thuộc nhóm cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm do các quận huyện trực tiếp quản lý. Người kinh doanh thường buôn bán nhỏ lẻ, hoạt động thời gian ngắn và không cố định, chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế. Gần đây, nhiều người bán thực phẩm đường phố đã chú ý đeo khẩu trang, bao tay, dùng kẹp gắp thức ăn, nhưng lại dùng bốc hay gắp cả cho đồ sống cùng đồ chín lẫn lộn với nhau, khiến vi khuẩn dễ lây lan. Thậm chí có người dùng cả cây gắp than để đảo luôn thịt nướng, tạo hình ảnh mất vệ sinh, gây hệ lụy khôn lường. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm này cực kỳ khó khăn. Vì thế mỗi người chúng ta cần phải biết tự phòng tránh. Trong thời tiết nắng nóng, ẩm ướt khi mùa mưa sắp đến, nên hạn chế ăn ngoài bởi vi khuẩn rất dễ sinh sôi trong điều kiện đó. Rau củ quả sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm phải đạt tới 70 độ C. Ăn ngay sau khi nấu, vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ liên tục nóng trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 10 độ C. Các thức ăn chín dùng lại phải được đun kỹ trở lại. Bởi nếu chỉ cần hâm cho đến khi vừa bốc hơi là không đủ để vô hiệu hóa độc tố. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. Nếu nghi ngờ thực phẩm đã hư hỏng, nhiễm khuẩn nên vứt bỏ. Tránh gây ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn. Không để thức ăn sống và chín gần nhau, rửa sạch tay trước khi chế biến và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng cần phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc lại nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại. Thường xuyên vệ sinh lau rửa tủ sạch sẽ, che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn. Chỉ sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen rỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường. Nhằm ngăn chặn các cơ sở kinh doanh coi thường các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng ta cần phản ánh ngay cho các đơn vị chức năng nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh thực phẩm không an toàn, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác như vụ bánh mì Băng. Ngay khi cơ quan chức năng kiểm tra, tiệm bánh của bà chủ không có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, bà Băng đã sử dụng giấy phép kinh doanh cấp năm 2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh cấp cho con ruột của mình. Hiện con của bà chủ tiệm bánh mì đã đi nước ngoài từ đầu năm 2023. Tiệm bánh mì Băng là diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng hiện tại đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng. Cảm ơn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!